Thế bình thường thì mình sẽ bình thường thì mình sẽ gọi nhiên là tính này nó hơi lâu, chúng ta có thể dựa vào đáp án trong bốn đáp án thì C được của hoa sinh hai. Làm gọn mờ thôi. Đấy, nhưng còn nếu mà nó rơi trường hợp khác thì mà nó không hợp lý như này thì mình sẽ phải đặt nó trên n như bình thường đấy. Chỉ phản ứng nó sẽ là m. Cái này nó sẽ là 2,4 chia cho m. Vì chúng ta có một cái trường hợp này thì là vì là x là chứa các chức tan của phần nồng độ mol, mình giả sử nó sẽ là dư trường sử HCl. Sử là HCl dư này. HCl dư này. Thì mình sẽ có thằng này nó sẽ là UGM này. Thì thằng này nó sẽ là đi nó phải nhân đôi lên đúng không? Thì nó sẽ là 1,2 chia m. Thằng MCL này thì nó vẫn là 2,4. Đi chưa? Nhá. Vậy chúng ta sẽ có là NHCl. Sẽ bằng là chỗ này mình tính ra là 0,18 này, HCl ban đầu là 0,18, tức là 0,18 chia cho m. HCl dư là 0,18 nhân 1 trừ 1,2 chia cho m. Thì sau phản ứng là thu được đây, tôi để bài này dung dịch X chứa các chất tan cùng nồng độ mol N của HCl đầu tiên nó phải là CM đó, thực ra là nó phải là CM, CM HCl bằng CM của MCl2 nhé. Vì là cùng cùng trong cùng dung dịch, tức là cùng một thể tích đấy, thì cho nên là suy ra chúng mon bằng nhau nhé. Này cùng trong dung dịch thì suy ra là này thì nếu mà em bấm ship zone nó ra được thì em bấm nhé, nếu không thì em bấm bấm ship zone, máy này sợ hơi lâu không biết bấm được không, thấy sợ máy này chưa chắc là bấm được ship zone.
chia cho mấy ít này. Đi để chuyển sang đây chứ không phải này bằng bấm bằng không chưa? Bằng không biết nó ra cho máy này không giải được. Đấy, 20 luôn. Có sơn 20 nhỉ? Rồi xem nó nhầm cái đâu nhỉ? Hai mươi không phải rồi, phải 40. Sao chưa dư không được 18 nhỉ? Đang rơi chỗ kia, đang rơi chỗ kia. À, cái chỗ này phải 4,8 nhân đôi lên là 4,8 thôi mình chưa đi. Tám trên m, 48 trên m này, đúng chưa? 48 trên m là đúng không? Đúng chưa? Nó sẽ ra đấy, em bấm thử lại xem. Đây, bấm lại xem. Nhân đôi là bấm nhầm rồi chứ đâu. Bằng không thì thực ra không cần bấm được, để nguyên lại được. Thì nó sẽ tự hiểu bằng không thôi. Ba phẩy bốn này, cái máy này chưa phải giải được. 2,4 trên x chuyển về chắc 4,8 trên x đúng không? Em bấm làm sao cho nó bằng không được. Thì cái này em bấm can đi, can thì nó sẽ tính giá trị biểu thức này. Nó sẽ hỏi x bằng mấy, em nhập x bằng 40 là bao nhiêu. Bằng không, mình đẹp không? Mình sẽ ra margin, mình không dễ giải được chưa? Nhắc câu 20 là như thế này.